Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngọc nha. Ngày hôm nay Ngọc rất là vui khi mà gặp lại tất cả các tình yêu của Ngọc. Và chào mừng mọi người đến với kênh Ngọc Family Channel. Đây là kênh thứ hai của Ngọc. Và cái kênh này chia sẻ đặc biệt là về sinh lý của một người phụ nữ. Và cái sinh lý này nó có liên quan đến những chuyện phòng the và thầm kín mà rất là ít ai nói đến. Nhưng ngày hôm nay mình ngồi đây mình chia sẻ với mọi người rất là thực tế và thẳng thắn về cái đề tài chuyện tình dục. Và cái đề tài này là cái đề tài khá là thích thú và cánh mày râu, đắng đớn mày râu chúng ta rất là thích những xem những cái video như vậy. Cho nên là Ngọc sẽ làm video này gửi tặng đến tất cả các anh. Cái video này là cách của quan hệ khiến cho người phụ nữ ướt quần ngay lập tức. Wow, nghe tới từ này thì mình sẽ cảm thấy nó hơi bị nóng nóng trong người rồi ha. Và cái chia sẻ này Ngọc sẽ bắt đầu ngay bây giờ luôn. Chia sẻ này rất là hay và rất thú vị. Mình muốn làm cho người phụ nữ ướt quần hả? Rất là dễ. Đó là cái màng hôn môi hay còn màng dạo đầu. Đó là cái màng rất là quan trọng nha các anh. Bắt đầu mình quan hệ tình dục thì cái chuyện hôn môi, đặc biệt với những người phụ nữ giống như Ngọc á, những người đàn bà dâm thì rất là thích hôn môi. Bắt đầu cái màng dạo đầu thì đa phần á, những cái người mà đàn ông á, họ sẽ thích nút lưỡi. Và mình sẽ bắt đầu, bình thường á, thì mình sẽ hôn rất là nhẹ nhàng ha. Và bắt đầu nuốt lưỡi của đối phương. Rồi bắt đầu từ từ mình mạnh dạn hơn. Đầu tiên hãy chạm vào, ôm và hôn cô ấy. Nếu như bạn đang ở trong nhà nghỉ thì hãy khóa cửa lại nha, chứ để mà người ta thấy mình thì nó cũng hơi ngại. Bắt đầu Ngọc, mọi người, các anh có thể bế nàng lên giường, hay sau đó thì mình sẽ giống như là con hổ mà tóm được con nai vậy đó, mình vồ lấy ngay lập tức thì hôn mãnh liệt khiến cho cô ấy không thể nào mà trở tay. Việc tấn công bất ngờ sẽ khiến nàng thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ về bạn. Và có thể bình thường thì nàng là một người ít nói, ít bộc lộ cảm xúc. Nhưng khi lên giường thì hãy chứng tỏ cho cái người mình yêu, thể hiện lên là mình là một con sư tử hoang dã nha. Các anh hãy mạnh mẽ lên và hành động nha các anh. Hôn từ tay xuống ngực. Và để tạo cho cuộc yêu của mình thì các anh nên bắt đầu chậm rãi, mình dành cho nàng những cái lời nói như là anh yêu em, rồi thơm má, hay là sẽ dùng những cái cử chỉ hành động. Sau đó hãy cắn nhẹ vào tay của nàng. Bắt đầu mình sẽ có những cái động tác, mình đầu tiên mình sẽ làm cho nàng cảm thấy nứng và nổi da gà hơn. Cô gái sẽ không có thể ngờ rằng bạn là người giỏi như thế. Có những người đàn bà rất là thích người đàn ông gọi giỏi chuyện ấy, như Ngọc thì Ngọc rất là thích. Và khi cô gái có thể không có ngờ được là khi mà nàng bị hôn tay rồi bắt đầu hôn nhẹ nhẹ xuống vùng ngực, đừng vội cởi áo nhé. Và bạn hãy hôn xuống cổ của nàng ha. Và lúc bấy giờ đó mình sẽ cởi ra những gì cần cởi. Đó. Khi đó đó mình sẽ có những cái động tác như là pop cái hai trái bưởi nè. Và bắt đầu từ từ mình sẽ mân mê, mình hôn từ từ xuống cái vùng cô bé và đi vào hang để bắt cua. Và dùng tay kích thích điểm G, là cái điểm nhạy cảm, tới tập trung rất là nhiều dây thần kinh. Điểm G đó là có rất là nhiều biết, điểm G là cái điểm này rồi ha. Khi mà mình kích thích vào cái điểm này đó, tập trung rất là nhiều dây thần kinh. Và khi mà cô ấy bị kích thích vào cái điểm G thì lúc đó, đó nãy giờ mình mân mê màn dạo đầu rồi, mình sẽ làm cho cô ấy ướt át rất là nhiều. Bây giờ các anh mà kích thích điểm G thì cô ấy sẽ ra nước và lên đỉnh, lên láng luôn. Thì cái việc chảy nước này rất là tốt. Nước này hay còn gọi là dâm thủy. Và bạn có thể uống cái nước này nha. Cái việc uống cái nước này á, thì mình phải đảm bảo rằng cái người bạn gái đó không phải là gái mại dâm, là một cái cô gái mà mình quen biết ở trong trường học hay là trong chỗ làm, thì cô gái ấy sạch sẽ hoặc là vợ của mình, thì mình có thể hôn và nuốt cái nước dâm thủy này. Và nhiều bạn đặt câu hỏi rằng làm sao để móc con cua ra ở trong hang ra, thì mình có thể dùng tay, ngón giữa và những cái ngón tay á, ngón tay nào cũng được hết, mình có thể móc tùy theo cái sở thích của mình, một ngón, hai ngón, ba ngón. Thông thường á, thì ngón tay giữa sẽ dài hơn và có sự khác biệt, thì mình sẽ móc vào sâu hơn vào cái điểm G của nàng. Và khi mà mình để ý thì cái thủ dâm bằng ngón tay chính giữa
mình đừng có nên để móng tay dài nha. Thì thường thường á, nam giới mà đi bắt cua trong hang mà mình lại để móng tay dài thì cái điều đó là điều không nên. Mình nên cắt tóc, cắt móng tay, xin lỗi, cắt móng tay cho sạch sẽ rồi bắt đầu mình mới móc bắt con cua từ trong hang ra, nó dễ dàng hơn ha. Bắt đầu là mình sẽ bắt đầu mình móc từ từ ha. Các anh đừng nên vội vàng móc mạnh. Kết hợp với việc mà mình đi bắt cua, mò cua bắt ốc và mình bóp luôn hai trái banh luôn. Thì khi đó đó nàng sẽ cảm thấy rất là sung sướng và rất là hiện diện trên gương mặt của nàng, sướng tê tái và rên la khủng khiếp. Khi đó đó, quan hệ tình dục bằng miệng là cái điều phải làm nha các anh. Liếm và hút múc hột le. Đây là một cái từ ngữ rất là đa dụng và thông dụng mà các anh thường về làm. Cô gái nào mình thích thì người đàn ông họ người cô gái rất là thích thì người đàn ông cũng nên làm cho chị em phụ nữ thích đi. Ví dụ như là mình múc, mình hôn làm sao mà nhẹ nhàng á. Tư thế quan hệ bằng miệng á, thì nó có sẽ có rất là nhiều tư thế mà giúp cho người đàn bà cảm thấy sung sướng. Khi mà mình môn hôn múc cô bé đó thì cái đó là cái nơi mà chị em phụ nữ vô cùng mê và phấn khích. Nhưng mà cái cách để mà mình hôn múc nó sẽ có rất là nhiều tư thế, như là những cái tư thế mà gọi là bằng miệng á, doggy hay gì đó, thì nó tư thế kiểu nữ hoàng nè, tư thế kiểu bình yên hưởng thụ, rồi tư thế bằng miệng kiểu 69. Những cái cách mà mình bắt đầu mình múc bằng miệng, mình dùng bằng tay, kết hợp hai thứ đó thì nàng sẽ ra nước ào ạt luôn. Và những cái nước đó là gọi là cái nước thủy dâm, nước đó là nước tinh khiết mà ông trời ban tặng cho người phụ nữ, cho nên là các anh có thể thoải mái uống mà không có lo sợ cái điều gì hết. Nhưng mà nhớ nha, đừng có uống những cái loại thủy dâm của những cô gái mà làm gái, thì cái điều đó là cái điều không nên. Bởi vì những cô gái ấy thì ở lại ngủ rất là nhiều người đàn ông thì không thể biết được là cô ấy có bị bệnh hay không. Cho nên là mình cũng nên bảo vệ sức khỏe cho mình. Mình sẽ xem cái cô gái ấy là có một cái lịch sử lý lịch trong sạch hay không, thì sau đó các anh mới quyết định có nên uống hay không nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu để xem video. Nếu mọi người thấy video hay thì xin mọi người like video và đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Ngọc nha. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.